Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long hôm nay thì giá tăng nha quý bà con. Trong một vài ngày trở lại đây thì tình hình giá thanh long đang có chiều hướng đang tăng nhẹ. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể tiếp tục ổn định và có thể tiếp tục tăng. Và do hiện nay thì lượng thanh long mùa, lượng thanh long tới lứa đang thu hoạch thì cũng rất là ít, nên dự báo là trong một vài ngày tới thì tình hình giá thanh long có thể tiếp tục ổn định. Nên giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực miền Tây thì loại 1 đang có giá đồng từ 24.000 đến 26.000 đồng ký, loại 2 thì đang có giá đồng từ 19.000 đến 20.000 đồng ký, loại 3 thì đang có giá đồng từ 14.000 đến 15.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2 đồng ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực khác nhau. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì cũng đang có chiều hướng đang tăng nhẹ. Thì thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì thương lái đang mua xô với giá động từ 15.000 đến 16.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi mà giá chênh lệch lên xuống. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì có mức giá cụ thể như sau. Long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có mức giá lần lượt là 14, 15, 16, bò sàng thì 12, 13, 14, hàng VIP hiện nay thì đang có giá động từ 16.000 đến 17.000 đồng ký, còn hàng giạt thì đang có giá động từ 5.000 đến 6.000 đồng ký. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận, trong một vài ngày vừa qua thì giá thanh long ruột đỏ cũng đang có chiều hướng đang tăng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì thương lái đang mua, loại 1 đang có giá đồng từ 22 đến 23, loại 2 thì đang có giá đồng từ 17.000 đến 18.000 đồng ký, loại 3 thì đang có giá đồng từ 12.000 đến 13.000 đồng ký, cũng tùy theo từng nơi, đi theo từng khu vực. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý bà nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin hãy kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý cô bác, quý chị.